tôi đang chỉnh trang lại cái mặt thật chuyển cho bác Bảo ở Bến Tre. Và chúng tôi đang làm cái việc này ở phía trước tầng 1 khu B của Bến Tre. Và ngày hôm nay là ngày 22 tháng 2 năm 2016. Hiện nay thì chúng tôi đã đóng gói được xong các cái phần chân và dạ để chuẩn bị gửi đi Bến Xe Nam Bắc. Đây là chân, 4 chiếc chân đang bọc vào nhau. Đây là hai chiếc dạ hồi bọc vào nhau. chỉ ở chú cơ. Vừa rồi đang chạy cái rãnh để là làm cho nó chặt lại cái hệ thống thang chịu lực, cái đấy gọi là thang mang cá hoặc là thang hét hoặc còn gọi là thang én. Thì trong khi đang chạy đường soi thì rất ù, tôi không thể thuyết minh được, cho nên là phải đi vào trong cửa hàng đi để thuyết minh. Tất nhiên những cái động tác đấy thì rất là quen thuộc với làng nghề, nhưng mà với khách hàng thì cũng, nhất là bác Bảo tận trong Bến Tre thì bác cũng rất là muốn biết cái cách làm như thế nào, cho nên tôi có quay lưu lại để bác Bảo Bến Tre biết. Hôm nay là ngày 22 tháng 2 năm 2016. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại.